Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ đã trao 1 tỷ đồng của Đảng bộ Chính quyền Nhân dân thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo của tỉnh Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chân thành cảm ơn tình cảm nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và bà con nhân dân thành phố Cần Thơ đối với tỉnh Nghệ An. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ, thời gian qua, các cấp ủy chính quyền trong tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội. Việc thành phố Cần Thơ trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng là nghĩa cử cao đẹp để chia sẻ cùng với chủ trương của tỉnh trong công tác an sinh xã hội và chia sẻ khó khăn với người dân. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ tạo động lực quan trọng để những người nghèo được hỗ trợ cố gắng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no.